Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn nỗi mà mọi người hay thường gặp khi đăng nhập vào Vlala để chơi một game gì đó. Như mình điện thoại này. Đấy, các bạn vào thì cái này nó sẽ đọc hết và không dựa lên những chỗ này để các bạn vào ấn vào lên được. Thì mà thì hướng dẫn các bạn làm sao để nó sẽ hiện lại cái này để cho mình có thể bắt vào chơi nha. Điền các bạn vào phần mạng của mình. Để tôi đang dùng Win 10 nha. Các bạn mà open cho tôi. Đấy là Cinder Up. Cinder Up. Nhận được phần mạng kết nối của mình nha. Sau đó mình là phần Pro. Hai. Xuống. Lấy dòng chữ Internet này. Bình thường các bạn chưa làm thì nó sẽ tích ở ô trên này nhé. Đây tôi làm rồi. Các bạn ấn ô dưới. Thay đổi là 8. 8 8 8 8 Ghế là 8 8 4 4 4 Và các bạn ok. Bạn đi vào. Các bạn đang xuất cái gây nà này. Sẽ ra vào mạng. Các bạn đang hiện lại. Đó là các bạn sẽ hiện lên nha các bạn nha. Các bạn nha.